Trên cung đường Đà Lạt, Nam Bang, chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên và thích thú với mô hình cho du khách tham quan trại dế Anh Tuấn tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Đây được xem là điểm du lịch được nhiều khách du lịch tìm đến, vừa tìm hiểu về cách nuôi dế, nuôi đà điểu, vừa có thể mua những sản phẩm từ dế để làm quà. Anh Tuấn cho biết, gia đình anh đã nuôi dế được nhiều năm, đến nay là điểm du lịch được nhiều khách tham quan khi di chuyển từ thành phố Đà Lạt về thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Trong căn nhà, diện tích chỉ vài chục mét vuông có 8 ô nuôi dế với diện tích hơn 4 mét vuông mỗi ô. Tại đây, thức ăn chính cho dế là cám, rau cỏ. Mỗi ngày, dế sẽ được cho uống nước 4 lần bằng cách dùng máy phun lên bề mặt cỏ, được đặt trong mỗi ô nuôi. Ngoài dế thì những chú đà điểu cao lớn được nuôi tại đây cũng là điểm thu hút khách khi đến với trại dế này.